chào bạn, hôm nay xin giới thiệu bạn một sản phẩm mới, đó là khẩu súng S570 ha. Và cái súng này hoạt động bằng cơ đó. Thì nó sẽ có màu xanh và màu vàng cho bạn lựa chọn ha. Thì khi chúng ta xài khẩu súng này á, thì chúng ta sẽ có một cái băng đạn tròn và bự như này ha. Nó sẽ chứa tối đa là 40 viên đạn. Thì bộ sản phẩm của chúng ta sẽ có 40 viên đạn ha, 40 viên sét. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lắp ráp cái khẩu súng này để sử dụng ha. Thì khi chúng ta mua sẽ có theo một cái bìa tập bắn như này. Rồi, cái súng cơ này nhìn rất là đẹp và nó sẽ có hai cái nút chức năng, đó là semi, tức là khi các bạn sử dụng ở chế độ này thì các bạn kéo một cái thì ta bắn thì nó mới ra đạn, còn khi các bạn để chế độ auto thì tức là chúng ta không cần bóp cò ha, các bạn mặc định ta kéo là nó tự bắn luôn. Còn bên đây là kéo phải lên cơ một cái người ta bóp cò mới bắn được. Rồi thì chúng ta sẽ có hai cái bộ phận này ha, hai bộ phận này kẹp ở giữa cái băng đạn, và các bạn để ý nè, ở đây nó có chữ A, trên đây có chữ A thì chúng ta ráp vô đúng ha. Đó, chúng ta ráp vào như này, ok, xong. Cái này là chữ B, chúng ta ráp vô đúng cái chữ B thôi. Nói chung cái bộ phận phía trước thì nó sẽ có một cái lỗ nó thông qua ha, còn này phía sau thì nó không có. Sau đó các bạn sẽ gắn băng đạn vào, chúng ta gắn vào nghe cái tách ha. Gắn vô đó, đó thì nó vô cớp rồi, thì chúng ta sẽ gài cái chốt này lại. Chúng ta gài vào đó. Thì khi bạn muốn tháo ra thì các bạn để ý nè, ở đây nó sẽ có một cái nút, các bạn bấm cái nút này vào thì chúng ta sẽ rút được cái chốt này ra đó, rút ra ha. Còn nếu chúng ta sử dụng thì chúng ta gài lại ha. Và cái bán súng này á thì chúng ta đẩy vào ha. Đó. Đây nó có hai cái cần gạt hai bên nè, các bạn gạt lên gạt xuống, chúng ta đẩy vào lấy ra cũng vậy, ta gạt hai cần ta rút ra. Gắn lại đó, thì khi bạn gắn vào thì cái súng nó sẽ có độ dài như này, 65 cm nha các bạn. Đó, đây nó to ha. Đó, khi mỗi lần các bạn lên cơ á, lên cơ một cái thì cái băng đạn này nó sẽ xoay cái chiều hướng này, như mình lên nè đó, chúng ta phải bóp một cái đó, khi các bạn lên đó, chúng ta bóp là để bắn. Còn khi bạn chuyển sang chế độ auto á thì chúng ta khỏi cần bóp ha, chúng ta kéo. Đó, mà kéo là nó sẽ bắn nha. Ok, chúng ta bật qua đây sẽ là chế độ bình thường. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ thử bắn ở chế độ thường, chế độ semi ha. Đây, chúng ta gạt qua semi ha, chúng ta bắn đó, đó là chế độ thường. Còn bạn muốn chế độ auto, tức là chúng ta không cần bóp cò, chúng ta sẽ bật qua cái nút auto đó, bật qua. Rồi thì lúc này các bạn chỉ cần lên cơ là nó sẽ tự bắn ha, chúng ta chỉ cần kéo xuống liên tục thì nó sẽ bắn liên tục. Kéo cho bạn xem đó, hết đạn ha. Thì cái này là hết đạn rồi, nên là do mình gắn không có đủ 40 viên á, mình chỉ gắn có 10 viên thôi. Đó, đó là chức năng hoạt động của cái súng này. Nói trường hợp nếu chúng ta cầm cái bán này nó dài quá, chúng ta có thể tháo cái bán ra, chúng ta sử dụng như thế này thôi, ngắn gọn hơn ha. Thì các bạn có thể mua đạn xốp thêm để thay thế ha. Và cái khẩu súng này nó sẽ có hai màu đó. Thì nếu mà các bạn quan tâm một sản phẩm này á, thì bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asin.vn và gõ một từ khóa là S570, hoặc các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần mô tả ha, sẽ ra hình ảnh sản phẩm này các bạn lựa chọn ha. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh, thì mình sẽ có nhiều mẫu sản phẩm mới sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.